Dạ em Lâm Nhà Đất xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh YouTube của em Lâm Nhà Đất nha. Mến chúc quý cô chú anh chị một ngày mới thật là nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe nha anh chị. Dạ thì hôm nay em đang đứng tại trên con đường, đường này là đường, bên đây là đường Hồ Văn Thụ nha, còn bên đây là đường Quang Trung nha anh chị. Đây là khu trung tâm của thành phố Nha Trang đó, khu bàn cờ luôn á anh chị ơi đó. Xung quanh thì có dân cư đi lại rất là đông đúc luôn nha anh chị đó. Ở đây là có những cái mặt hàng kinh doanh rất là lớn như Thế Giới Di Động nè, điện thoại smartphone nè, rồi bên đây là cửa hàng xe máy nè anh chị đó. Bên đây là trung tâm sở y tế tiết nghiệm Khánh Hòa đây nè đó, ở Khánh Hòa nè đó, trung tâm kiểm nghiệm này sở y tế này đó, đây nè đó. Rồi từ vị trí này là đi đến cái đường bên đây là đường đi xuống Trà Đầm nè anh chị ha. Đường này là đường Tô Vĩnh Diện này, còn mình đi tiến đường kia bên kia là cách 100m là đi đến đường 2/4 nha, và đi qua bên đi đường Tô Vĩnh Diện xuống là đi tới Trà Đầm nha anh chị, chỉ mất 100m thôi đó. Hiện tại thì hôm nay em muốn giới thiệu cho quý cô chú anh chị một cái sản phẩm bất động sản để đầu tư dòng tiền. Thì về đầu tiên cái ở cái vị trí bất động sản này, nó nhược điểm của nó là nó bị là đường một chiều nha anh chị ha, nhưng mà nó là trung tâm của thành phố Nha Trang nên giá của nó sẽ rất là đắt đỏ đó. Đây khu này là khu bàn cờ, cái tuyến đường này Hồng Văn Thụ đang là đi lên là đường một chiều nha anh chị, nhưng mà đi lên tầm khoảng 200 mét thôi là anh chị là đường Hồng Văn Thụ là đường hai chiều đó. Và từ vị trí này anh chị đi ra bãi biển Nha Trang chỉ mất tầm 500 mét thôi là đi tắm biển Nha Trang rồi đó. Hiện tại thì lúc trước cái bất động sản này hiện tại đang cho thuê làm để buôn bán kinh doanh xe Vespa nha anh chị, nhưng mà bây giờ Vespa đó cái cửa hàng nhỏ quá thì chủ đó di rời ra cái bất động sản lô gốc Hai Mặt Tiền này đó. Đây thì hiện tại thì cái bất động sản này có tổng cái diện tích là 120m² nha anh chị, ngang 6m rưỡi, chiều sâu của nó là 18 mét, hơn 18 mét. Đó, đây em đang đi quay cho anh chị xem. Đây đây là cái con đường nhựa rộng 14 mét nha anh chị, tính lời luôn nha. Đó thì xung quanh thì dân cư ở đây rất là đông đúc luôn, như là kinh doanh nhà hàng ăn uống hải sản rồi rất là nhiều. Đó bên kia là cái tòa nhà Napoleon này anh chị đó. Tuyến đường này hiện tại là đường một chiều nha anh chị nha. Đây bây giờ xét bên là cái bất động sản này là có cái cửa hàng Smart Home này đó. Đây cửa hàng này đây, hiện tại thì lúc trước đang cho thuê với dòng tiền là 400 triệu nha anh chị ha. Ở đây nè đang cho thuê lúc trước, nhưng mà bây giờ chủ chuyển rồi nên bây giờ anh không cho, hiện tại là cho thuê không có ai cho thuê ấy. Đó, hiện tại thì anh chủ đang kẹt tiền nên quyết tâm là ai thuê thì thuê, còn thuê là được là bán luôn, kể lại cho quý cô chú anh chị luôn đó. Hiện tại là mặt tiền đường là 6m rưỡi nha anh chị, 6m rưỡi. Cái này là hướng tây bắc nha anh chị, hướng tây bắc nhưng mà lệch bắc nhiều hơn đó. Hiện tại là em quay đang quay lúc 10:10 nha anh chị đó, đang quay đó. Hiện tại thì ở đây là có những cái tòa nhà cao tầng nó chia lại cái bất động sản này nên rất là mát mẻ nha anh chị đó. Ngang 6m rưỡi, chiều sâu là hơn 18m nha anh chị, 18 18 mét rưỡi á đó. Hiện tại thì cái bất động sản này anh chủ đang kẹt tiền bán nhanh đó, pháp lý sổ hồng chuẩn chỉnh rồi, hiện tại bên trong thì cũ thôi nên nếu mà anh chị thuê thì mua giờ có thể là cải tạo lại, về cái tường gạch đồ thì vẫn tốt nhưng mà về thạch cao đồ thì sửa lại thôi nha anh chị nha. Đó hiện tại cái mảnh bất động sản này đang có mức giá là 166 triệu trên 1m² trên cái tuyến đường Hồng Văn Thụ này đó. Thì tổng cái bất động sản này là 20 tỷ nha anh chị, nếu mà anh chị quan tâm mua thì chủ bao lo thế với tất cả cho quý cô chú anh chị xem tên luôn nha. Đó rồi thì nếu như quý cô chú anh chị quan tâm về cái sản phẩm này mua về để khai thác dòng tiền hoặc là xây cái nhà để ở thì anh chị hãy liên hệ ngay qua số điện thoại của em Lâm để trên màn hình nha, và nhớ đừng quên tặng cho em Lâm một nút like và đăng ký kênh để đón xem những bất động sản đẹp tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp nha. Em Lâm xin cảm ơn quý cô chú anh chị ạ.